Alo. Alo. Các anh em bước đến với trận thi đấu thứ hai của trận đấu này. Vâng, IAK Samcho là quần mình và bên kia là 4AC Sangbin. Vâng, lại một trận thi đấu nữa mà bên kia lại là một Sang. Vâng, như là dường như là trong vâng, như là 3-4 trận mà bên kia được có lại quần Sang rồi. Một trận thi đấu mà đánh giá chúng ta sẽ phải là người đi vượt khó. Vâng, dựa vào cái thế mạnh chúng ta nếu có thể lên được sớm. Vâng, nếu như lên được sớm và chém sớm thì là một thế rất tươi. Đây là màn hình máy của Summerian trong tay Văn Nhất. Với bài đầu em cầm Summerian, bên kia là 4AC Sangbin. Vâng, đều là những hệ khá tuyển cho, vâng, đều là hệ tuyển. Vâng, 3 tuyển trong cái map đầu đánh team. Và nhờ cái map đấu này, game thủ Sang cũng như game thủ Hoàng Nhi là người lên đây sớm. Và một trận đấu chúng ta chờ đợi xem đầu cánh của game thủ Hoàng Nhi trong map đấu này. Bởi vì thông tin cánh bên kia báo về game thủ 14 đã đối mặt với game thủ người cầm Sang rồi. Và thì là vừa gặp một tuần mà còn dò game thủ người cầm Sang thì phải. Vâng, quay trở lại máy của Hoàng Nhi. Vâng, như vậy đầu cánh bên này chính là game thủ mẫu 7. Rồi, chính xác đây là vâng đúng gặp ông cầm xe luôn. Vâng, hai nhà BL và đây là cơ sở. Rồi, một con nông dân đang xếp hình. Vâng, tuần này đứng dò vào được thì quá thơm. Một tuần thi đấu mà rất kịp thời đến từ game thủ Hoàng Nhi. Vâng, tuần này mặc dù là bạn có vẻ nhưng mà cái thế không đứng không là quá. Vâng, không được mắc bình cho cái thế đứng của những tuần vẻ đến từ mẫu 7. Rồi, tuần này có lẽ là ăn được khoảng 6. Vâng, được khoảng... dường như là 4-5 dân.
Và đếm sơ qua ít nhất là 4-5 dân trong một khoanh vàng của game thủ người cầm xanh. Một tên mà đi dò trong thời điểm nó quá nhạy cảm. Và đúng cái thời điểm mà game thủ Thành Lắc nó vừa xếp hình cho nông dân. Còn chưa kịp bò. Và người ta gọi là đen. Ở 26 tham lai của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và giờ ăn nhẹ nhàng được tình cảm được một tân dân của game thủ mẫu 7 rồi. Đây là máy game thủ Alonso. Thì đầu tiên báo về gặp nhà sen. Đây rồi, hiện tại thì bài đấu dường như đã cơ cấu cho một bài đấu mà thế nhà mình ổn rồi. Đây là Văn Nhất. Rồi tiễu là bài đấu sẽ là đi dâng BL. Đằng trong cánh đó chính là nhà game thủ người cầm mẫu 8 ở Phương Nam Min Hoan. Đó là trận đấu mà game thủ tễu cánh bên này vẫn chơi cả quẩy lên đây. Và cái này làm cho game thủ mẫu 8 như vậy tam là mẫu 8 đánh thẳng A. Và mẫu 8 quyết định giật cho mình cái hốc trong hướng khoảng 3 rưỡi 3 giờ. Một cái hốc đến từ game thủ người cầm mẫu 8. Đó, quay trở lại với cánh bên này của Hoàng Nhi xem sao anh đối đầu với game thủ người cầm sen. Và đây là màn hình máy Yamato với hai nhà BL. Vâng, hai nhà BL và tham lai vẫn đang khỏe. 34 Vâng, tại bãi vàng của game thủ người cầm màu 6, Văn Hưởng đang cơ cấu khá nhiều nông dân chơi ăn vàng. Vâng, đầu tư rất nhiều nông dân và thông tin báo về là màu 5 có tình huống sang đỡ nhà cho game thủ người cầm màu 6. À không, chính xác là màu 8. Vâng, ông 5 trận đi đấu này là game thủ người cầm Asirian. Vâng, để thế trận ở bên kia sẽ là AC và Min Hoan là một hệ đánh chủ lực. Vâng, Min Hoan và AC. Vâng, hai đội quân khá khét trong một bài đấu đánh. Vâng, đánh thế khi mình đã có khá nhiều chém. Hello. Và xin gửi cảm ơn đến bạn bậc trưởng thôn cũng đã gửi tặng cho game thủ bậc tặng cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Nhi là 100 sao. Vâng đây. Và đây là pet Hoàng Mai Nhi nha anh em. Và anh em cũng xin cảm ơn 100 sao của anh em đã gửi tặng. Vâng, pet Hoàng Mai Nhi anh em tặng sao lại gửi và tặng viên thủ về lớp. Ở 30 là tham lai của Tiễu thời điểm này, một tân vệ nhưng mà nó hơi xịt. Mặc dù tình huống này không ăn được quá nhiều dân của game thủ màu 6 nhưng là một tên lùa. Rồi đây là máy Hoàng Mai Nhi 38. Trận thi đấu này dường như là thời ngoài thì lên sớm thì ông Thành Lắc. Và nó thấy chưa có cái vâng chưa có gì gọi là quá đột biến đến từ sang thì phải. Rồi ngoài cái mỗi lên sớm thôi. Rồi 36. Rồi Văn Nhất đang gặp cùng cặp quân. Hiện tại thì nhà chủ lực trong tay game thủ Văn Nhất vẫn làm tham lai ổn. Cũng đã BC rồi. BC các thứ ra có thể phát triển bùng ra khỏe hơn. Vâng, tuần này tôi nghĩ là nếu bảo nếu như đẩy và có lẽ thời điểm này đẩy lên phối hợp cùng game thủ mobile thoải mái chơi với cung R đồng bạn thôi. Rồi như vậy là một tuần thi đấu mà hai game thủ ta sẽ phối hợp. Vâng, sẽ phối hợp chơi vào đây khi mà đây là khá đông cung R và lạc đà của game thủ người cầm mobile. Vâng, 28 tham lai của game thủ Tiễu. Vâng, Tiễu ơi cặp kìa. Vâng, mẫu 8. Không, không, tuần. Tuần này có cả tháng 5 nhá. Vâng, tuần thi đấu mà đây là màn hình máy của Vân Hồ Văn Nhất. Vâng, cánh bên kia game thủ Tiễu đang chém cung R 15. Vâng, ăn cung R 15 trước đi. Vâng, khi mà cung R này mang tính cơ động hơn. Vâng, cung R mang tính cơ động hơn có lẽ là lùa cái tân cung R 15 trước. Vâng, chém yếu 15 trước khi mà đang rất đông lạc đà game thủ Tiễu phối hợp với cung R của game thủ người cầm Summerian. Vâng, dường như cũng có cả Alonso thì phải. Rồi, đây là một tuần tô màu đến từ game thủ bên phía Hà Nam. Vâng, nông dân của game thủ màu 5 đang tắc kìa. Rồi, màu 8 sang cứu nhá. Đây là máy Văn Nhất 75. Rồi, màu 8 tuần thi đấu này dường như là sang cứu nhưng mà không có quá đông cung A đâu. Rồi, tuần này chim én.
Như vậy đầu bạn quyết định té. Ôi rồi Hoàng mới như đến chơi được. Vâng vào đi. Vâng, bốn anh em có thể thoải mái chơi tờ này. Hoàng mới như tham lai của Yamato 51 cơ mà. Vâng, tờ này chơi được. Ở cung A của mẫu 8 thì này không hề đồng. Đây là máy game thủ văn nhất 73. Vâng, tờ này chơi được, thoải mái. Đây là gọi là đôi thông hai mộ. Mẫu 8 sang đỡ nhà cho game thủ 98. Vâng, ai ngờ. Vâng, đây được gọi là cái đôi vâng mộ chôn của hai anh em. Vâng, mẫu 8 sang đây đỡ nhưng mà hơi đen, bị xích luôn. Vâng, 74 rồi. Vâng, không biết là cung rửa của bên thủ văn nhất xem nào. Rồi, vừa lên đầu máu. Rồi, 46 là tham lai của Hoàng Nhi thời điểm này. Và đây là máy Alonso. Rồi, tham lai của Alonso, cánh trong này vẫn là khỏe, 34. Một bài đấu cho son, cánh này cũng hóa thành Yamato. Vâng, màu 6. Vâng, màu 6, Văn Hưởng U9. Vâng, Văn Hưởng 98. Cũng có những tình huống công P. Màu 7 nha, màu 7 hồi giữa hai nhà kìa. Đó, tân thi đấu không? Nhất ơi, qua. Vâng, giữa nhà màu 3 nha. Giữa nhà màu 3 và nhà màu 4 đang có một tân dân của game thủ người cầm màu 7. Rồi, liệu rằng có đủ gỗ không? Anh em nào có gỗ thì bơm cho màu 4 một tí nha. Anh em có gỗ thì bơm cho màu 4 một tân nha, để có thể sửa nhà. Rồi, đây là máy công thủ Văn Nhất. Có lẽ Văn Nhất sẽ phải bằng cùng rửa sang để đỡ nhà khi mà em cũng đã lên bản đồ rồi. Đây, nông dân game thủ màu 7. Màu 7 đang có cơ sở hồi lại rất to. Rồi, và thời đoạn chạy dân nhá. Rồi, có phải e vào cái khe kia không? Rồi, Alonso, 25. Hoàng Minh Nhi tham lai là 50 rồi. Tờ thi đấu này là một tờ thi đấu mà ở bên vừa bạn mất khá nhiều. Rồi, Hoàng Minh Nhi là người lên 4 thành công. Vâng, lên 4 thành công dành cho Yamato. Một trận đấu mà đánh quá khỏe đến từ anh Bách. Vâng, đánh chém, vâng, cân chết sang vào thời điểm bật lên 4. Vâng, có lẽ chỉ có Hoàng Minh Nhi có thể làm được điều này thôi. Vâng, một bài đấu mà Yamato đầu cánh, vâng, đánh yếu, đánh chết sang và lên 4. Vâng, với tham lai 55 của mình. Và bây giờ sẽ thời gian để tăng A và đi cướp vào nhà quầy thêm ruộng. Đang tăng A cướp vào quầy thêm ruộng và thời điểm này sẽ là nâng cấp công nghệ cho những đơn vị hot của mình. Đây là máy tiễu với tham lai 31. Vâng, đây là máy của game thủ Văn Nhất với tham lai là 113. Vâng, thế trận mà liệu rằng vâng, không biết game thủ mẫu 8 à, đây rồi. Vâng, mẫu 8. Vâng, mẫu 8 đẩy quân rồi. Vâng, tôi thi đấu này liệu rằng một mình của Summer Rian có thể chơi được không? Vâng, khá đông cung A đấy nhá. Vâng, tôi này tôi đang thấy dường như là khoảng hơn dường như là tầm khoảng tích rưỡi cung A đến từ game thủ người cầm mẫu 8. Vâng, bơm chân lực vàng cho game thủ Hoàng Mai Nhi để anh dường như là anh có những đơn vị để hot thần. Vâng, tuần này vâng đội bạn, vâng tuần thi đấu, vâng thằng em chớm bị công rồi là mấy ông anh vâng mang quân ra đây chơi ngay. Vâng, với tham lai 98 của mình, vâng tuần thi đấu chuẩn bị phối hợp bắt quân. Vâng, chiếm cái thằng em hút. Vâng, vâng, mẫu 8 vừa trước cửa nhà game thủ Văn Nhất thôi. Vâng, mẫu 3 cũng như là 1 mang chém và mang gạc đà sang đây đỡ cho rồi. Mẫu
Một tuần thi đấu vào màu 8 đi một tuần quân. Một tuần hơi lỗ đến từ phương Nam. Vào tôi thi đấu mà dường như là Hoàng Nhi đã cơ cấu cho mình lên nhờ. Dường như là đang lên công nghệ cho Hot thật thì phải. Hôm nay là 107. Và Hot và cùng Aminoan thì không bao giờ có cửa chờ với coi Hot của game thủ IA rồi. Và khi mà sơ đây là số lượng ngang phèo và đều là có nâng cấp công nghệ. Nhưng bên kia dường như là có tình huống kẹp. Và một tôi thi đấu mà khá đông cung A tại mặt bên này. Và 96. Và 96 là thắng lại của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, Alonso còn 50. Tếu để ý khoanh gỗ chưa? Vâng, 39 là tham lai của game thủ Tếu và đây là máy Alonso. Cho son ta vẫn giữ tham lai khỏe. Vâng, nhưng mà hiện tại đang làm thế trận mà hai game thủ ra đang là hai nhà lên 4. Vâng, Summerian của game thủ văn nhất lên 4 sẽ là người đánh đạp đôi. Và Yamato trong tay Hoàng Mai Nhi. Vâng, 100, vâng, 133. Và hiện tại đã là những con nó hot. Vâng, hot thần của Yamato rồi. Màu 5 chơi tờ này. Màu 5 hơi liều, anh em có thể thấy sự khác biệt đến từ đơn vị hot thần với những loại cùng rửa ghẻ. Tôi thi đấu này thoải mái trôi luôn. Vâng, đây là hot thần của game thủ IA nhưng bên kia là có kẹp ca. 144. Tham lai của game thủ Hoàng Mai Nhi và đây là Alonso 73. Vâng, có lẽ thì là mày Alonso vẫn có mỗi việc chỉ cần sóc dân thôi. Vâng, sóc dân và đánh những con vâng leng beng. Vâng, thời điểm này thì cho son chúng ta và chỉ được sóc dân vào đi ăn vàng thôi. Vâng, sóc dân đi ăn vàng và phát triển lên 4 để đánh nhân vị vâng, đánh những con BB. Vâng, người ta gọi những con gì nhỉ? Và đây là máy game thủ Tễu 60. Vâng, như thấy tất cả nhà game thủ ta đều làm sao này khỏe. Vâng. Vâng, cẩn thận Min One. Vâng, đấy bản đồ không biết là mới nhất đã lên xong đạp đôi chưa. Em. Rồi, sắp limit rồi. Rồi, sắp limit rồi, chơi tươi thôi. Vâng, để ý làm cái BN ăn gỗ mới nhá. Lượng gỗ kia. Rồi, nhưng mà cánh bên này tham lai Summerian của game thủ Văn Nhất là một tham lai chuẩn bị mid rồi. Và chuẩn bị limit rồi, tham lai 185. Vâng, nở thêm khoảng tầm một tuần đạp đôi nữa là tham lai mid luôn. Rồi. Rồi,
tham lai limit rồi, đè lao vào đi em. Vâng, và đây là timeline là limit đến từ Summerian. Ở màu 8 trận đi đấu này không quá đông đạp đôi, bên kia là có xe. Và quan trọng là cứ thiêu đi. Vâng, cứ thiêu vào ca thôi để cứ cần đợi đạp đôi thì. Vâng, lên cả giáp cho đạp nha, theo bên kia à, rồi. Rồi cũng là lên cái giáp Bắc Bình rồi. Rồi thời thi đấu này ăn được khá nhiều đơn vị ăn được khá nhiều đơn vị ca của game thủ bên phía màu 8 rồi. Rồi sóc trần lực ra. Và đây là máy Hoàng Mai Nhi 179. Bây giờ thời điểm này cảm giác là hai bên kia vâng một bài đấu xe và Min Wan là hơi khó chơi do bài đấu của Yamato nhà lên vâng Summerian đang khỏe nguyên. Và nó quá khỏe luôn khi mà hiện tại tham lai liên tục là limit đến từ game thủ ván nhất. Bằng cánh này Yamato đến từ Hoàng Mai Nhi anh đã chuẩn bị limit rồi. Và đây là máy game thủ ván nhất 177. Rất nhiều nhà BL. Ở nhà cũng đẹp. Vâng, Alonso nào 126. Vâng, và Alonso cánh bên này chúng ta đã có lên. Vâng, cũng đã là người lên 4 rồi. Và sẽ chuẩn bị đánh những đơn vị Z đến từ người cầm cho son. Vâng, đánh đơn vị Z đến từ người cầm cho son. Và dưới cũng đang nâng cấp cho mình còn nâng cấp cho mình cái lớp áo choàng 2 thì phải. 132. Vâng, tễu nào. Vâng, là một trận đấu mà tễu tham lai là 120. Vâng, có lẽ đang đẩy về thế trận và có lẽ chúng ta sẽ chuẩn bị đều là cả bốn nhà tham lai limit luôn. Vâng, 21 đến được game thủ tễu một trận đấu và tễu là người đánh tê. Vâng, cứ đánh tê để đè tham lai thôi. Vâng, tham lai Catania là 129, nhất là toàn dân thoải mái chơi. Vâng, ôm được rất nhiều thực và rất nhiều vàng nhưng mà trận đấu này ta không cần phải lên 4. Vâng, tễu quyết định không lên 4 và đánh chơi chạy tê trong một thế trận và anh em đồng đội này lên 4 hết rồi. Đây là Alonso 138. Vào thời điểm này Alonso có lẽ nên xóa thêm những vòng ruộng cũng như là cơ cấu hết đập hết nhà BB thôi. Vâng, có lẽ bớt dần ăn gỗ đi thêm rồi rất nhiều dần. Vâng, hết vàng hết vàng. Và tôi nghĩ thời điểm này 2000 vàng đã đủ chơi tươi rồi. Đánh con BB này 2000 vàng đủ cho mình limit rồi. Khi mà đang tham lai 154. Và thời điểm này dân gỗ tuyệt vời trên ruộng. Hoàng Mai Nhi 129. Rồi trận đấu này được gọi là không cửa thua. Vâng, không cửa thua cho cầu thủ AOE Hà Nam trong trận đấu này. Vâng, đạp đôi của Văn Nhất có lên đây không? Vâng, gỗ bên 3 giờ cùng là Hoàng Anh Bách thôi. Vâng, tin báo về chơi vào trong nhà nó rồi. Đây đang đạp vào đây. Rất nhiều nông dân đến từ game thủ màu 7. Và đây không biết là đồi thông là mấy mộ đây. Không, đây là nông dân game thủ. Đây là nhà game thủ màu 8. Và có lẽ đây được coi là đồi thông không biết là mấy mộ đây. Và Văn Hưởng 98 là người đi sai. Một trận đi đấu mà dường như là bốn nhà game thủ chúng ta đang chuẩn bị dồn với thế là cả bốn đều tham lai là limit.